Tiền đầu tiên cho vận động viên người. Vâng, cơ hội là rất mong manh cho Mai Ngọc khi đối thủ của cô top 21 thế giới. Mai Ngọc thì chắc là cũng phải ngoài top 500 đấy. Đúng rồi, đây là đúng rồi, đây là trận thứ 3 của anh Tuân, em nhầm nhé. Đúng rồi, bảng của anh Tuân có 4 người. Em nhầm sang bảng của anh Tú ạ. Xin lỗi mọi người. Đây một pha giật rất là hiểm của Mai Ngọc nhưng 21. Thái Lan không hề nào đúng. 1-3. Lật trả rất nhanh. Kỹ thuật quá tốt. Mai Ngọc đang bị dẫn với tỷ số 0-4. Năm không rồi. Có thể đôi công thì điểm sẽ không đua được với Sabatini. Bóng tốt. Nhấc bóng ra ngoài. 4-3. 5-3. Việt Nam sẽ bóng đá. Rồi để chơi cho Thái Lan đánh hỏng thì rất lâu ạ. Vâng, một điểm ăn điểm thành công của Mai Ngọc. Tối nay anh Tú không đánh nhá. Bảng của anh Tú chỉ có 3 người và anh đã thắng 2 rồi nhá. Sáng mai anh ấy sẽ đánh bán kết. Sau 4. Và xử lý bóng rất cao của rồi, phòng thủ tốt của vận động viên người Campuchia. Và bàn rất mạnh của Ngọc. Đối thủ vẫn hơn cô 4 điểm. Chà, tốt ạ. 8-4 rồi. Dạ, chung kết sẽ diễn ra vào buổi tối ngày mai ạ. Chung kết sẽ diễn ra vào lúc vâng. Đơn nữ sẽ diễn ra vào lúc 7:30 và chung kết đơn nam sẽ diễn ra vào lúc 8:30 ạ. Trận trái vào 2 điểm khác nhau. Đây là theo lịch tối đích nhé. Còn sẽ có sự thay đổi tùy theo sự sắp xếp của ban tổ chức nữa ạ. 15 cho Nguyên Quân. Nhớ mình Trần đánh với Trang Nhung. Trang Nhung là Nguyễn Đức Tuân à? Còn anh Minh là vận động viên đối thủ đã thật rất hỏng rồi. Và cô đã gỡ lại được một điểm nhưng cách biệt vẫn là đang 96. Khá là cách biệt. 93. Trong trận đấu này thì Đức Tuân của Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều. Game point đầu tiên cho Sudarshini của Thái Lan. Dạ, đây vẫn là trận thi đấu ở vòng bảng ạ. Sáng ngày mai mới đánh tứ kết ạ. À, mới đánh bán kết ạ. Dễ dàng, hơi dễ dàng so với Sudarshini. Trận đơn nữ giữa vận động viên. Bây giờ cũng không Ngọc biết là phải Sudarshini của Thái Lan chỉ đạo như thế nào nữa, có lẽ Thái Lan, vận động viên của Thái Lan đã có chiến thắng 11-3. Cố gắng đánh hết sức mình thôi. Vận động viên số 21 à? Bạn là xếp bao nhiêu? Anh 21 rồi. Ngày lại cứ vận động viên của Thái Lan. Nhưng mà tôi không biết phải chỉ đạo như nào. Hai vận động viên tỉnh sợ thế giới luôn. Rất là khó cho vận động viên của chúng ta. Nhưng không sao ạ, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Mai Ngọc. Ba không rồi. Thứ hai, Mai Ngọc ra bóng.
Rồi. Có vẻ như cách biệt khá là lớn khi cả hai set. Mai Ngọc trong giải đấu này không được 4-0. Phong độ tốt lắm. Cô có phải tinh thần của cô không được tốt. Cô rất ít khi sâu xê. Đá bóng hỏng mất rồi. 4-5. Ừ. Và phòng thủ hay của Mai Ngọc. May. Một trận đấu khá là nhàn cho vận động viên của Việt Nam ạ. Mọi người có thể vào link em ghim ở phần comment để cổ vũ cho Mai Ngọc ạ. Hôm nay nhà thi đấu tỉnh Hải Dương rất vắng, cũng như là không có mấy khán giả. Nhấp bóng hay. Kỹ thuật toàn diện. Vẫn chưa nhìn thấy được một cái bài nào để mà Mai Ngọc có thể ăn được Sutasini kìa. Chắc phải cắt nặng để cho cô nhấc lên rồi đè lại thôi. Còn đưa vào trái như này thì tốt lắm em ơi. Hơi khó. Rồi. Mai Ngọc nên dùng phải để có cơ hội hơn. Vâng, tốt quá, cú đánh quá tốt của Sutasini. Rất nhẹ nhàng. Lê Ngọc ơi. Bốn đều. Vâng. Ép trái rồi, ép trái hơi lung túng rồi. Mai Ngọc ơi. Dạ, bọn em có like trận của Mai Ngọc ở trên YouTube ạ. Link em đã kèm ở comment là anh có thể dí vào đường link rồi sang YouTube xem giúp chúng em với ạ. Giật phải tốt vâng. Oh. Một combo ba là giật phải rất tốt của Mai Ngọc. Tỷ số bây giờ đang là 6-4 rồi ạ. Hiện tại Mai Ngọc đang dẫn trước 2. Lên. Hội đấy phải ngồi bên đấy mà. Vâng, chúng nó không được ngồi linh tinh mà thi đấu đâu. An ơi, vô bảo Tuân đánh lên đi. Dạ vâng ạ, chắc là anh Tuân cũng biết là rất là anh Tuân cũng hiểu là Tuân đánh nhanh để sang vũ cho người anh em mình nhé. Đấu đều kết thúc với tỷ số 1-2 và 1-3. Vâng, trận Mai Ngọc bây giờ đang là 6 đều rồi. Vâng, giật phản Mai Ngọc. Lên Ngọc ơi. Né ra giật phải như lối của Nam vậy. Hai một rồi. Rồi nhưng cú đánh trên bàn thì không may lại hỏng rồi. Trái lên quá tốt. Anh ơi. Pha bóng có phần hơi chủ quan. Vâng, quả phải rất tốt của Mai Ngọc đã kết thúc pha bóng. Có vẻ là chiến thuật khá hợp lý. Mao đã tự tin hơn rồi. 2-5, cách biệt bây giờ đang là 3 điểm. Vâng, mọi người có thể xem trận
Đơn nam Võ Tuân và vận động viên của Campuchia trên link của link Facebook ạ. Vâng, ngay sau trận của Mai Ngọc thì sẽ có Nga sẽ đánh luôn ạ. Ôi không được rồi. Còn những cái quả cần chắc chắn thì bên phía Việt Nam vẫn tỏ ra một chút điểm yếu. Các đòn đánh của cô không được ổn định bằng đối thủ. Trái sâu ra góc bàn. Tự nhiên lại mất 3 điểm luôn ạ. Rất là tiếc. Mai Ngọc hoàn toàn có thể cố gắng hơn và giành chiến thắng chắc này, nhưng cô đã để cho đối thủ vươn lên một lúc 3 điểm. Vâng, một là phòng thủ trái và combo chép phải của Mạng Ngọc rất đẹp mắt. Tỷ số bây giờ là 9-0 rồi ạ. Ngay sau trận này thì chúng em sẽ quay ngay sang bàn thi đấu của Mai Ngọc. Vâng, trả ra sang ngoài rồi. 19 game point cho Đức Quân. Anh ơi, cú phải của đối thủ rất mạnh. Chúc mừng Nguyễn Đức Quân ạ. Chúng em xin phép được chuyển sang bàn thi đấu của Mai Ngọc và vận động viên người Thái Lan ạ. Hất cổ tay. Và những cái quả xử lý trên bàn không phải là lợi thế của Mai Ngọc. Hơn nữa là đối thủ của cô giao bóng rất tốt. Vâng, phát phản công lại ngay trên bàn. Phát phản công nhịp nhanh của Sydney. Quá xa ngoài tầm với của Mai Ngọc. Và vẫn đang cổ vũ cho Mai Ngọc nhiệt tình. Tham ao. Đó cho vận động viên của Việt Nam khi gặp vận động viên xếp thứ 21 thế giới. Đây thì sẽ là trận thi đấu của Nguyễn Thị Nga và vận động viên Orawan cũng của Thái Lan ạ. Đó là vận động chị là vận động viên số 2 của Thái Lan. Chúng ta Sydney và Orawan đã vô địch đôi nữ. Một đối thủ chỉ cần 6 điểm nữa thôi là sẽ chiến thắng trận đấu này. Nhưng với Mai Ngọc thì cô còn rất nhiều điểm để giành. Hãy subscribe.
Vâng, vậy là đối thủ càng ngày càng rút ngắn khoảng cách đến với điểm số match point. Mai Ngọc cần 8 quả nữa để thắng set này và 22 quả nữa để thắng trận đấu. Rất xa. Rất tốt của Mai Ngọc. Không non đâu ạ, nó là sự chênh lệch về đẳng cấp rất lớn. Đã hay lại còn may. Có một chút may mắn này cho vận động viên Chúa Sinh Nhi. Không. Rơi quá tốt ạ. Đẳng cấp quá. Còn đấy thì chịu rồi. Giật né giật moi mà xoáy cao như thế mà vẫn đờ mi dọc biên được. Về góc trống rồi. Đây là sự phải chênh lệch về đẳng cấp rồi. Không thể làm gì hết được, không thể làm gì khác được nữa. Cần ăn một set thôi là đã thành công rồi, nhưng bắt đầu khó rồi. Phải tốt của Mai Ngọc. Vâng. Đấy là chỉ cần Mai Ngọc chỉ cần trông chờ vào những cái pha giật phải của cô thôi. Tay hỏng mất rồi. Vâng, hỏng rất nhiều cái pha hất bóng của ta trên bàn. Không phải là thế mạnh của Mai Ngọc. Giành dễ dàng cho Sutasini và chúc mừng cô Thái Lan với chiến thắng 3-0 dành cho vận động viên Sutasini. Đã không. Khác biệt là đẳng cấp là quá lớn ạ. Chúng ta không thể bù.